Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, luật thuế thu nhập cá nhân ban hành từ năm 2007, được sửa đổi bổ sung năm 2012 và năm 2014 để phù hợp với điều kiện thu nhập xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Hiện mức độ giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo luật thuế thu nhập cá nhân đang ở mức là 9 triệu đồng một tháng, tương đương với 108 triệu đồng một năm, và đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, tại thời điểm này và trong tương lai, các quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công, giảm trừ gia cảnh của luật thuế thu nhập cá nhân đang bộc lộ nhiều hạn chế. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập đến trong chuyên đề Tài chính thuế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về thuế thu nhập cá nhân là gì và cũng như mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công ra sao, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Thuế thu nhập cá nhân là các khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế đề nghị hoàn trả, trừ các trường hợp sau. Cá nhân có số thuế thu nhập phát sinh trong kỳ nhỏ hơn số thuế đã khấu trừ mà không có yêu cầu hoàn trả. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng, lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, không quá 120 triệu đồng một năm đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Căn cứ luật thuế thu nhập cá nhân số 04 năm 2007, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân số 26 năm 2012, thì mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của đối tượng là cá nhân cư trú thực hiện như sau. Mức giảm trừ đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương tiền công là 9 triệu đồng một tháng, tương đương 108 triệu đồng một năm. Trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm tính đủ theo tháng, người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp trong một năm tính thuế thu nhập cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một tháng, tương đương 43,2 triệu đồng một năm. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận theo đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cập nhật mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. Người phụ thuộc bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, gồm con dưới 18 tuổi, tính đủ theo tháng, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông
tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô dì ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế, cháu ruột của người nộp thuế gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau. Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện bị khuyết tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Thưa quý vị, trong khi CPI liên tục tăng, nhưng mức đóng thuế thu nhập cá nhân cũng như giảm trừ gia cảnh vẫn đứng yên tại chỗ. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền đóng thuế của người lao động cao hơn và thu nhập thực tế sẽ giảm đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân và cách tính mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế hơn, tránh sự khập khiễng giữa các sắc thuế. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. $15 triệu mỗi tháng, đó là mức thu nhập của chị Ngọc Linh, nhân viên tại Tổng Công ty May 10. Với mức này, chị vẫn phải tính toán tiết kiệm mà vẫn thiếu hụt để trang trải sinh hoạt. Theo chị, mức thuế thu nhập cá nhân hiện tại chưa hợp lý. Cái mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc hiện nay là 3,6 triệu thì là chưa đủ. Ví dụ như đối với cả như gia đình tôi có con nhỏ đang đi học, bản thân tôi là cái người là lương độ khoảng tầm là qua cái mức nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng mà nếu mà tính thực tế đối với cả chi phí đấy là chưa đủ để trang trải những cái sinh hoạt hàng ngày mà lại vẫn còn đang phải nộp thuế. Với Tổng Công ty May 10, hàng năm nhà nước đều tăng mức lương tối thiểu vùng lên để người lao động cải thiện cuộc sống. Đã 6 năm qua, mức giảm trừ gia cảnh của luật thuế thu nhập cá nhân lại vẫn giữ nguyên. Như vậy, doanh nghiệp có nỗ lực tăng lượng thì thu nhập của người lao động vẫn bị ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ thiết nghĩ rằng là với cái việc mà tăng lương tối thiểu vùng đó là cái mà để cải thiện cái đời sống cho người lao động, thì một phần đó là cái giảm trừ gia cảnh cũng điều chỉnh thì thôi. Còn về cái vấn đề mà điều chỉnh cái mức lương, cái mức giảm trừ gia cảnh này ý, mà để đối với cả người góc độ là đối với cả đơn vị sử dụng đông lao động ý, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ đạt được rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi và an sinh xã hội cho cả người dân và cho cả công nhân và cả doanh nghiệp. Mức độ giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo luật thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng một tháng, tương đương 108 triệu đồng một năm, và đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một tháng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Mặt khác, luật thuế thu nhập cá nhân 2012 còn quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Trong khi đó, CPI và tiền lương từ năm 2012 đến năm 2019 liên tục tăng. Số liệu thống kê cho thấy CPI nước ta từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2019 đã tăng 23,55%, nghĩa là CPI đã vượt xa mức tối thiểu 20% để Chính phủ có thể xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Theo quy định, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực vào tháng 7 năm 2013, qua hơn 6 năm, CPI đã tăng quá 22%, nhiều mặt hàng thiết yếu đã tăng giá gấp 2, gấp 3 lần, cho thấy ngưỡng chịu thuế đã không còn phù hợp với thực tế và cần ra soát sớm được điều chỉnh. Đã hơn 6 năm qua, giá tiêu dùng tăng, thu nhập tăng nhưng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân vẫn không thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động sẽ phải nộp thuế nhiều hơn. Theo các chuyên gia thì cần điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân sớm, cách tính mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế hơn, tránh sự khập khiễng giữa các sắc thuế. Ba năm trở lại đây, thuế thu nhập cá nhân tăng thu qua các năm cụ thể như sau. Năm 2018 thu được trên 94.000 tỷ, năm 2019 thu được trên 111.000 tỷ.
dự báo năm 2020 thu được 120.000 tỷ. Thời gian đã chứng minh nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân rất ổn định, thậm chí không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách của các năm sau đó. Theo đại diện của công ty tư vấn thuế, thì cần điều chỉnh, nghiên cứu, rà soát pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trước mắt, cần điều chỉnh giảm trừ gia cảnh, tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc. Tôi cho rằng là câu chuyện mà tăng cái giảm trừ gia cảnh đến bây giờ đã đến lúc. Vì đơn giản thôi, 3.6 triệu một người phụ thuộc, một đứa con sinh ra năm 2013 được hưởng 3.6 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà cũng một đứa con đấy bây giờ, ở thời điểm bây giờ thì 3.6 triệu không thể xài nổi. Khách quan là thế rồi, tôi nghĩ là vấn đề này cũng không phải quá phức tạp đâu, nó là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Ai cũng nhìn thấy rồi, và bây giờ là nên như thế nào thôi. Đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cũng cho hay, nếu ngưỡng thu nhập chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh hợp lý sẽ giảm áp lực đối với người nộp thuế. Cùng với đó, có thể tránh hiện tượng né thuế, lách thuế mà số thu ngân sách lại tăng lên. Cái mức điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân thì cũng nên xem xét lại kể cả cái biểu thuế suất để nó tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp. Và như vậy, khi nghiên cứu thuế thu nhập cá nhân thì theo quan điểm của cá nhân tôi thì chúng ta không dừng lại chỉ có tính toán mức giảm trừ gia cảnh, mà chúng ta phải xem xét cái mức giảm trừ gia cảnh, cái cơ cấu so với lại là cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam, rồi lại là so với cái mức điều tiết thuế và so sánh với các cái thuế khác, trực thu khác để đưa ra một cái chính sách thuế nó hợp lý. Bởi vì khi chính sách thuế chúng ta hợp lý thì ý thức tuân thủ pháp luật nó cũng sẽ tốt hơn. Và đôi lúc là chúng ta thu ở mức vừa phải thì cái tính tuân thủ nó cao. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, theo thông lệ quốc tế, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế thường bằng khoảng 0,6 đến 1,5 lần GDP bình quân đầu người. Mức giảm trừ gia cảnh theo đề xuất mới bằng khoảng 2,1 lần GDP bình quân đầu người năm 2019. Tức là cao hơn mức trung bình xã hội, đảm bảo dự trù mức độ tăng giá trong một số năm tới. Chính vì vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội mới và phù hợp với nội dung của luật thuế thu nhập cá nhân. Việc điều chỉnh như vậy thì nó cũng đảm bảo là để mà điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư hợp lý hơn, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước cũng như là của người nộp thuế. Và tôi được biết thì Bộ Tài chính cũng đã có tờ trình trình chính phủ để chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng cái mức giảm trừ cho bản thân người thuế cũng như giảm trừ cho người phụ thuộc để phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội mới và cũng phù hợp với cái nội dung của luật thuế thu nhập cá nhân. Những năm gần đây thì cái đời sống của người dân nó tăng lên tương đối cao, mức thu nhập tăng cao, các cái chi phí cho đời sống tăng cao. Cho nên là rất cần thiết là phải thay đổi các cái mức giảm trừ gia cảnh để chúng ta xác định cái mức chịu thuế nó phù hợp đúng với thực chất tiêu dùng của người dân cũng như là người cán bộ công chức mà hưởng lương. Tuy nhiên thì cái thời điểm nào chúng ta áp dụng các cái chính sách này thì tôi cho rằng đây cũng là một cái việc chúng ta cần phải cân nhắc. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho tất cả các nhóm đối tượng nộp thuế. Trong đó, mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, dẫn tới thu nhập của một bộ phận người lao động bị giảm đi, đặc biệt là người lao động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, vận tải và một số lĩnh vực sản xuất phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Mặc dù đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh là để đảm bảo sự phù hợp của giảm trừ gia cảnh với điều kiện tương lai của nền kinh tế, song, việc dự kiến áp dụng ngay cho kỳ tính thuế 2020 giúp người nộp thuế có thêm thu nhập để trang trải chi tiêu và tích lũy trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế. Số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm do đề xuất tăng từ giảm trừ gia cảnh khoảng 10.300 tỷ đồng, chính là số thu nhập tăng thêm cho cộng đồng mỗi người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Vì vậy, các chuyên gia cũng cho rằng rất cần có nguồn của ngân sách để ủng hộ cho khu vực sản xuất và cũng phải thực hiện chính sách như thắt chặt tiết kiệm trong chi tiêu tiêu dùng. Và như vậy thì những ưu đãi nên chăng dành cho khu vực sản xuất, còn khu vực tiêu dùng tạm thời gác để ủng hộ cho sản xuất phát triển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.